Hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Dimension Defender nha mọi người. Thì đây là thể loại bảo vệ, vừa là bảo vệ vừa là tycoon. Đấy. Hiện tại bây giờ là Pui mới vừa xong cái tutorial. Để xíu sao con chuột Pui nó nhảy dữ vậy? Ủa sao chuột hết nhảy rồi? Ủa what the hell? Quẩy hàng chi để cái mức này nó không nhảy cũng muộn ha. Đấy, ok ngon rồi. Đấy, thì đầu tiên là đấy mọi người thấy không? Vẫn là tycoon nha mọi người. Đấy, tycoon xây mấy cái này. Rồi hiện tại cái này thì tôi hết tiền rồi. Nhưng mà không mang trước khi bắt đầu vào game á. Nãy đáng lẽ nãy giờ là tôi phải nhập tôi phải cho code trước đúng không? Đấy. Trước khi bắt đầu vào game thì game này hiện tại bây giờ có 3 code đang xài được đó mọi người. Đấy, code đầu tiên là code release mà phải có dấu chấm than nha. Submit là mình sẽ được cái thứ này tiền. Ở đây nó sẽ có tiền và một cái thứ gì đó, cái này gọi là cái gì thì tôi chưa rõ nè. Code thứ hai là code 1k likes là mình sẽ được cái này. Code tiếp theo là code 500k likes. Đây đó, rồi sau khi xong hết rồi thì mình sẽ được như đây, nhưng mà thực chất ra thì cái này thì cô không biết để làm cái gì nha. Premium coin, cái này gọi là premium coin, nhưng mà tôi chỉ thấy là sử dụng nó chỉ là để vẹn dạng giống như là ví dụ như là quái đông quá thì mình có thể sử dụng cái này để mà tiêu diệt quái cho nó nhanh thôi đấy, chứ còn lại thì có như đây thôi. Tôi sẽ mua cái thằng 250 này đi, thằng 50 này kính sau rồi. Ok, tôi sẽ next quay thử cho mọi người xem thử một trận nó sẽ như thế nào nha. Đây là cái chỗ mà Phương Thành phải bảo vệ nè. Đấy, còn đây là cái chỗ mà con quái vật nó sẽ xuất hiện ở đây. Đấy, tôi sẽ next quay và bấm số 1 lên. Wow, một cái kiếm gỗ đây. Đây là đầu tiên của nó là slap. Wow, lắc hả trời? Mới thấy nó tê lên bọt là tới chỗ này luôn ấy. Thanh niên này sao kiếm khủng vậy? Tôi biết kiếm nó kiếm gì rồi. Kiếm đó là kiếm tutorial đấy. Thanh niên này qua đây hỗ trợ tôi. Ngon nha, ngon, cầm cái kiếm đó là quá ngon rồi, khỏi cần phải nói nhiều luôn. Cầm cái kiếm đó là bao ngon rồi, khỏi cần phải nói nhiều luôn. Thật sự cầm cái kiếm nó rất là ngon rồi. Đấy, máu mấy con quỷ này là 125 nè. Yep. Tại vì kiếm có tôi sau khi tutorial xong nó trở về cái kiếm mặc định, cái kiếm cùi. Đấy, thế nó mới khổ chứ. Ôi ôi, ngon thế nha. Ok, thôi vậy thì tôi sẽ dùng tiền để tôi mua cái này. Phải kêu buồn thôi, phải có buồn thôi, không có buồn là không được. Mua. Ok, rồi. Tôi có tiền rồi nha mọi người, tôi có tiền rồi, tôi sẽ mua cái này. Mua hàng này. Đó, mua hàng này sao nó lắc dữ vậy ta? Bên bao nhiêu? Bên có 200 mấy mà sao lắc vậy? Hai bên sẽ là ủa cái này tôi nhớ là tôi tắt rồi mà sao nó buồn không? Ủa. À hình như bấm số 1 là tự động nó có luôn thì bấm vô đâu có. Rồi ok, thôi đủ rồi, như đây là đủ rồi. Tôi sẽ chỉnh cho next way. Bấm phím control là lock lại nè. Đấy, đầu tiên là tôi sẽ upgrade conveyor. Rồi, upgrade xong hết rồi sao nữa? Rồi bây giờ là đi đánh thôi đúng không? Đi đánh thì có người đánh phụ. À, có ai đánh phụ tôi không vậy? Ôi, mấy đứa ơi, quánh phụ anh mấy đứa. Ôi, hơi. Ôi ôi, sao lại để mấy thằng Salam này nó chui vô đây? No way. Thiệt anh chứ. Ôi, tôi cử đâu mấy ông qua đi hỗ trợ tôi chứ ai dè mấy ông qua đây. Thôi bây giờ tự thân vận động thôi, không thể nương tựa được ai rồi, không thể nhờ được ai rồi, bây giờ là tự thân vận động thôi chứ biết sao giờ. Ông tôi quánh nó còn có mất máu mà cây gì chứ. Mất máu đi. Cây không chịu nhịn. Ghét rồi, tôi sẽ upgrade lên nha mọi người, tôi sẽ upgrade mấy thằng này lên. Upgrade. Tiền nhiều mà, upgrade hết đi chứ để làm gì tiền nhiều mà. Mát nè, hỏi upgrade xong, một thằng. Upgrade nhanh nè mọi người, upgrade nhanh là tốn 250 cái premium nè. Upgrade nhanh là như thế này nè. Tôi bấm cái là nó full, evolve lên. Evolve lên, hỏi. Chất chơi người dơ, tôi sẽ upgrade luôn hàng này luôn. Kệ nó giờ, phải upgrade thôi chứ biết sao giờ mọi người. À, mọi người thấy nó lắc chưa, nó không thèm upgrade luôn mà. Mọi người thấy nó lắc chưa? Ok, không bây giờ phải upgrade và evolve lên thôi, chứ biết sao giờ. Khi mà mình evolve lên thì mình vẫn có thể upgrade tiếp được nha mọi người. Mình evolve lên là mình vẫn upgrade. Nhưng mà tôi không biết là khi tôi tăng cái này lên, không nó không có hiển thị cái nào gọi là tốc độ cả. Đấy, upgrade lên rồi đó, mà vẫn evolve rồi đó mà vẫn upgrade được. Kinh thật. Rồi ok, tiếp thôi.
Dạ, tôi phải tự thân vận động thôi người ơi, chứ tôi không thể nào tôi nương tựa vô được ai được. Bây giờ một mình thân tôi phải vận động thôi. Thôi mình bước ra đây. À quên, chút nữa tôi sẽ chỉ mọi người cái chỗ mua kiếm ra. Xong cái quay đi rồi kiếm cái chỗ mua kiếm. À quên, cái sai cun đặc biệt một cái là khi mà mình giết được này rồi, để coi mấy này quánh nhiều độ 60 máu hả? Được rồi, 60 máu là ngon rồi. Đấy, 60 máu là ngon rồi. Thôi, bớt vô đi, đừng có vô nữa. Khổ lắm rồi, tôi sẽ mua một thằng Ballista thử nha. Ballista này nó lần nào đây? Ủa, Ballista là cái cây này hả? Ủa, Ballista là cái gì? Ballista là nó phải có cái thứ gì ở đây chứ nhờ? Đừng nói Ballista là cái cây cờ chứ trời. Ủa đâu phải, Ballista này đâu phải cây cờ. Ballista này là thằng nào ấy? À hình hay là... À đây, Ballista là cái này. Ok, tôi sẽ upgrade thử coi. Upgrade này xong tôi sẽ tốn bao nhiêu tiền? Ôi hào quá. Evil. Ok, xong còn có 9k rồi đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi mua kiếm nha mọi người, bấm vô hấp. Đi mua kiếm thôi chứ biết sao vậy. Phải đi mua kiếm thôi, tôi mới có quay thứ 3 thôi mà. Đấy, phải đi mua kiếm nó mới mạnh được. Đấy, tôi sẽ kích vô đây, tôi sẽ đi mua kiếm. Thì nói chung là bạn nào mới vô mà làm tutorial thì sẽ biết cái chỗ mua kiếm thôi. Đấy, còn bạn nào mà bỏ qua tutorial thì ok đấy. Theo như clip này thì cứ thế mà bán thôi. Tôi sẽ mua 1.500 nha, để dành tiền mình làm cái việc nó quan trọng hơn, là cái việc ngoài việc mình đánh next way. Quay về home. Ở đây có ai mà ở đây có ai hơn tôi không? Không, chỉ có thanh niên này. Hiện tại thanh niên này đang hơn tôi thôi. Tôi sẽ cố gắng hơn thanh niên đó. Tôi sẽ thêm một thằng húp may rồi, để coi thử húp thằng này nó quấn sao đó. Húp nó quấn sao đó. Wow, húp quấn mạnh nha, một viên là quấn đó, quấn thốn đi. Ok, đam tôi giờ 50 rồi. Mấy con quỷ này không phải là cái đứa gì đối với tôi đâu. Ủa, khoan, hình như hồi nãy có thằng nào nó mới vừa vô thì phải. Nào, nó mới vừa vô. Tôi sẽ mua đều ở bên một cây nha, cho nó chắc ăn thì biết sao vậy. Mua Evo. Ok rồi. Premium PC là premium con nha, PC là premium con, còn cái kia là con thường. Hiện tại thì ngoài cái này ra thì tôi còn cái nào nữa? Hết rồi đúng không? Hết rồi. Ok rồi, bây giờ đi đánh thôi mọi người. Hết rồi đó, hết tiền rồi đó. Tôi mua đủ rồi đó. Bây giờ tôi chỉ có nước là tôi mua thêm cái thằng này. Và tôi mua thêm một thằng nữa là đủ nè. Đấy. Đó, về cơ bản là nó sẽ là như thế này. Rồi, next way thôi. Yo 20... Vậy tôi mới thấy cái gì đó nó tê lên. Ôi, có thằng nào nó... Ủa, khoan từ từ, sao có cái gì đó nó tê lên bọt ở đây coi. Mọi người thấy cái đam chưa? Con này máu nó nhiều. Đấy, ít ra cũng phải đánh phụ anh chứ. Vô làm anh mất hy vọng quá, thiệt tình luôn ấy. Làm anh mất hy vọng cực kỳ luôn. Tưởng đâu mấy đứa qua hỗ trợ anh. Ai dè, tôi không biết cái đường bên kia nó qua nó có cái gì không nha. Ôi, cái con này chạy nhanh dữ ta. Tại vì mình lên rồi đó mọi người. Mọi người thấy cây tôi lên chưa? Đấy, mọi người thấy cây tôi lên chưa? Đấy, tôi phải đánh cái này nè. Đó mọi người thấy không? Khi mà đánh xong á, là mấy cái màu đỏ này nó sẽ chạy vô cái chỗ mà... cái chỗ mà rubber ấy. Đấy, cái chỗ mà rubber như ngay chỗ này nè. Đấy, bắt đầu nó sẽ đi ngang, nó sẽ tạo ra một phẩm và đi hết cái cần bây giờ đó là coi như là mình sẽ có tiền của lên được 2k3 rồi đó. Đấy, cứ một quay là tôi được khoảng tầm chừng ngàn, cứ một quay là tôi sẽ tầm được chừng ngàn. Càng quay về sau quay càng cao thì tôi sẽ được nhiều tiền hơn. Ở đây thì nó lại không có cái vụ mà upgrade bản thân. Bây giờ chỉ có upgrade kiếm thôi. Tôi phải tự vận động đi tìm cái kiếm chứ biết sao giờ. Let's quay clip. Rebirth ở quay thứ 50. New button sẽ xuất hiện ở quay thứ 25. Vâng, tôi mới có quay thứ 6 thôi. Hơi bèo một chút nha. Quay thứ 6 là hơi bèo đấy. Tôi chỉ mới có quay thứ 6 thôi. Đấy, giờ phải tập trung làm sao đó. Ôi. Sao mà nó nhiều vậy trời. Trời ơi. Ủa, thanh niên này đam bao nhiêu mà khiếp vậy. Rồi, mới mua cái cây 12.500 nha mọi người. Rồi, cây màu vàng đẹp chưa. Ok, bây giờ là tôi sẽ quay về lại thôi. Chứ nãy giờ là tôi qua không được cái cửa 15, cái quay thứ 15 đâu mọi người. Quay thứ 15 quá mạnh đi, tôi nâng cấp mấy cái này lên rồi. Evo mấy con quỷ này lên lần 2 rồi. Mà không hiểu tại sao là vẫn không thể qua được cái quay thứ 15 này. Bây giờ tôi phải nâng cấp cái kiếm này lên. Đấy, tại vì mấy con này nó quá mạnh đi nào. Con này 2.000 nè mọi người, máu này 2.000 nè. Đấy, giờ tôi phải đánh thôi, tầm chừng 20 nhát nó mới chết một con này. Bây giờ khổ cái là nó không có upgrade nhân vật rồi.
giờ tôi phải tự thân vận động thôi. Thấy không? Có kiếm này cái nó ngon hơn nhiều nè mọi người. Bây giờ thật sự nha, nâng cấp mấy cái tòa tháp này nè, là nó cũng như không à. Đấy. Nâng cấp mấy tòa tháp đó cậu lộc. Nâng cấp mấy cái lính hỗ trợ nè. Không được bao nhiêu đó, tôi nâng cấp lên quá trời luôn mà. Quánh chán thiệt đó chứ, đam trả được bao nhiêu mà quánh chậm rì gì. Cũng phải vô tay tôi để quánh thụ nữa chứ còn không là tôi chơi coi như là thua chắc luôn á, thật sự. Ủa, sao nó cởi đánh được nè. Ô, nó cởi đánh được luôn nè. Đỡ phải click chuột nha, đỡ phải click chuột ngon. Đỡ phải click chuột lẩu mày. Hey, kiếm vàng nha mọi người. Đam là 125. Đấy, bây giờ nó phải như vậy thì mày ra mới sống được. Đấy, mọi người thấy đỡ chưa? Quá trời đỡ luôn. Quay thứ 25 nha. Bây giờ là tôi đang cố gắng lên quay 25 nè. Phải mua thêm cái, phải upgrade lên kiếm nữa mọi người. Bây giờ cái kiếm của tôi nó không đủ để đánh luôn ấy. Con quỷ, mấy con quỷ ở quay thứ 20 nó quá khủng khiếp đi. Trời ơi, nó đông lắm mọi người. Thật sự luôn, nó quá đông đi. Rồi, bây giờ còn tiền là tôi phải upgrade lên thôi. Chứ bây giờ chứ thế này là chịu không nổi rồi. Khổ quá, giờ upgrade như thế nào đây ta? Tôi sẽ upgrade lên tiếp nha mọi người. Bây giờ buộc phải upgrade thôi. Upgrade lên. Upgrade là mát, ngon rồi. Tới cái cuối cùng rồi. Ok, được. Bây giờ tôi sẽ dùng hết tiền để tôi upgrade luôn nha. Tôi dùng hết tiền upgrade luôn, kệ nó để first đi. Bây giờ quan trọng nhất là mấy cái con chạy đầu tiên mà. Tại vì khi mà một con chỉ cần một con nó vô được cái thành của tôi là coi như là cái quay đó tôi thất bại. Là nó sẽ không cộng quay nha mọi người. Đấy, nó sẽ không cộng quay đâu. Ok. Rồi, giờ tôi sẽ dành hết tiền để upgrade thử cái này coi có bao nhiêu tiền đây. Và mong là upgrade full được nha. Full. Ok ngon. Wow. Nhất nách thật chứ. Ok, vô. Một cái kiếm bây giờ là tôi phải nói thật sự là tôi mạnh hơn nhiều rồi đấy. Mất luôn cái tự động đánh rồi, mất luôn cái tự động đánh của tôi rồi, mất luôn auto rồi. Ok, thật ra là cũng không mạnh hơn bao nhiêu đâu. Thật ra là cũng không trả mạnh hơn. Ui, nó bắn xa hơn nè mọi người. Ôi, thì đã 400 đánh luôn. Ngon. Ok, trời ơi, nó phải như vậy chứ. Nó phải như vậy chứ. Ôi. Mấy con màu đỏ là đỡ nha, mấy con quỷ này nè. Nó ít máu hơn màu đỏ, nhưng mà nó chạy nhanh hơn con quỷ màu đỏ và nó nhiều hơn con quỷ màu đỏ. Bởi vì đánh mấy con này nó cực hình lắm mọi người. Cái con màu xám này nó còn chạy nhanh hơn nữa nè. Đấy, chạy nhanh hơn nhưng mà máu nó ít hơn. Ok ngon nha, ổn rồi. Máu 408 là đủ giết con này rồi. Trời ơi, từ cuối cùng cũng qua được quay thứ 20. Trời ơi, nãy giờ là qua quay nó cực kỳ khó luôn ấy mọi người. Tôi chết bây giờ ở quay thứ 20 hơi bị nhiều đấy. Cố lên. Sắp qua rồi, quay thứ 21 hả? Ôi, nó phải như thế. Không lẽ giờ ấy có cách nào cho nó auto click lại không ta? Bây giờ kiểu này thì mà mắt còn phải quýnh mà quýnh cái này thì nó hư chuột có cách nào không trời? Bắn tiếp đi mấy đứa ơi, bắn tiếp đi. Mấy con quỷ này máu 2000 lận chứ không có sướng ít gì đâu. Mấy con quỷ này máu 2000 lận. Ok. Nói tôi là tôi phải quýnh bớt nha. Cho mấy con quỷ kia thì mấy con quỷ kia nó mới đánh được. Thôi tạm thời để đó đi. Cho mấy con kia nó giết. Máu 200-400 nè, máu 200-400 nè. Đấy. 200-400. Quýnh gần đi, quýnh bớt đi. Cái sao mà cứ thọt ra mấy thằng sau làm gì cô không hiểu luôn ấy. Ôi, quay 24 rồi. Từ từ trước khi ra quay 24 thì cô về cô sẽ upgrade tiếp. Ồ, khi tôi để vô đây là nó sẽ hiển thị ra là cái rank của cần cái con này nè. Đấy. Tôi sẽ upgrade lên. Cho nó xa ra một chút. Cho nó linh hoạt hơn một chút. Agility có nghĩa là linh hoạt thôi. Tôi không biết là nó có thể nhanh hơn được chút nào không thì cái đó thì chưa biết nha. Đấy, giờ phải upgrade lên. Đấy, mình đã upgrade lên. Đấy, tôi phải upgrade lên Evo. Ồ, cố lên, đủ, tôi nghĩ là đủ, nghĩa là upgrade đủ hết. Xong. Full. Next quay. Quay 25 sau quay này là tôi sẽ. Trời, thôi chứ chơi gì nữa mọi người. Chơi gì nữa. Thôi, chơi gì nữa.
Khỏe quá rồi, biết chuyện biết vậy này, ngay từ đầu là tôi upgrade cho rồi đi. Tôi ngựa ngựa, tôi mua cái kiếm làm cái gì, nó không biết đó. Dạ mọi người thấy chưa, thấy cái rank của nó dài chưa? Ôi trời ơi, ngay từ đầu tôi mà mua là ngon rồi. Khổ thiệt, đây cho mọi người coi cái rank của nó nè, đó. Mọi người thấy không, cái... Ú là trời. Thôi mày đi tới đây là mày chắc rồi con trai à, mày không có sống nổi chứ đâu. Let's wait. Oh, người nghe. Ủa tôi mua rồi hả? Con này có tác dụng gì? Ủa tôi mua rồi. Tôi lỡ tay tôi mua luôn rồi. 10,000 lỡ tay mua luôn rồi. Buy rubber để bắt đầu cái quay cái thả. Chắc là phải mua cái rubber hả? Tiền đâu mua rubber? Hên quá, mua cái bây giờ không tiền. Hợp đồng 200, 5,000 mua 5,000 luôn. Khỏi nói nhiều, quay tiếp theo. Tôi nghĩ quay tiếp theo này chắc chắn nó sẽ cho mình cái premium coin. Quay tiếp theo này nó sẽ cho mình một cái premium coin. Ủa mọi người thấy chưa, mấy con quỷ này máu nó 5,000 trâu chưa, trâu chó không? Cái vậy cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Tại sao lại la quánh con này có đuôi? Con này nó có tội kinh gì đâu. Có nghĩa là mình nâng quen lên. Ôi trâu dữ vậy, mắc dữ vậy. À không, con này nó vẫn lên tiền nha mọi người. Con này nó vẫn lên tiền nha. Đây, khi mà nó thọt vô thì nó đẩy vô này. Đấy, nó đẩy vô này. Wow, về đấy, không có đủ tiền đâu. Giờ là tôi chỉ có nước đánh phụ thôi. Đánh phụ thôi chứ thật sự ra bây giờ là mấy con quỷ này nó hoang rồi. À, quăng bơm lửa à. Ô, quăng bơm lửa đó mọi người. Rang, cái rang của nó dài rồi nè. Ngon. Mày quăng bơm lửa thì tao upgrade cho mày tiếp. Còn mọi người coi nè, cái răng bơm cái nó quăng bơm lửa nè. Đây, tới khúc này thằng này nó sẽ quăng bơm lửa nè. Mà đam bao nhiêu thì tôi không biết nha. Đó. Đam tầm chừng 200 mấy hả con, có đúng không vậy? À đúng rồi, đam tầm chừng 200 mấy. Bây giờ cái kiếm của tôi quánh là giống như muối bỏ bể rồi. Cái kiếm của tôi quánh là giống như muối bỏ bể rồi. Quánh có được đâu. Bây giờ chỉ có upgrade không, tôi nghĩ là tăng đam lên, tăng độ linh hoạt lên. Rồi nè, coi nè. Đam nhiêu? Ôi đam 300 mấy rồi, hết chưa, lên đam liền gì. Lên đam liền gì, chứ giờ cứ quánh mang này là muối bỏ bể rồi. Nam đam 5,000 lận quánh không lại đâu. Quánh thật sự không lại đâu. Thề. Đấy, quánh không lại luôn chưa. Ok. K6, K7 hả? Tôi nghĩ là upgrade cái rank tiếp đi. Upgrade cái rank lên. Rồi, next way. Quay thứ 30 rồi mọi người. Quay thứ 30 rồi. Thấy tôi đang tính để dành tiền. Tôi vô đây mà đúng một chỗ nổi nè. Tôi đang tính để dành tiền. Upgrade cái này lên mà upgrade sẽ upgrade một nổi nè. 10,000 lận. Hiện tại bây giờ 10,000 khá khó đây, khá khó. Còn tôi nghĩ là cái premium core này chắc là tôi nghĩ là phải là sau khi rebirth xong thì may ra thì nó mới có. Cái bắt đầu nó đi xa, nó đi sâu vô trong luôn nè mọi người. Máu mấy con quỷ này giờ 8,500 rồi nè. Đau quá rồi nè. À con này giống như mây nha. Giống như... Ôi! Thôi! Đời ta chẳng còn chi, mai chẳng ngay mà thôi. Nó trâu bò quá. Thật sự mà quánh không lại luôn mà. Nó mạnh quá đi. Bây giờ tôi sẽ cố gắng quánh thử nha, để coi thử nha. Khi mà tôi quánh thì nó đam lên được bao nhiêu rồi, 380 thì chả được bao nhiêu hết. Tôi kiếm 150 là tôi còn như muối bao bể thì mấy con quỷ này làm sao mà quánh lại được. Thật sự luôn. Quánh sợ quánh không lại đâu. Cố gắng thôi. Quánh phụ đi, được nào hay cái đó. Kiếm. Yeah, kịp rồi. Để tôi lên cái húp thử coi nha. Và thử coi là có mua được cái kiếm nào nó ngon hơn không. Thật sự ra bây giờ tôi mua kiếm là tôi hết tiền mua rồi. Nếu như mà nó có lên cái kiếm mới thì thật sự ra kiếm tôi hết tiền mua rồi. 150 nè, đó, 2. Đó nè, ham lên cũng 250 là hết cỡ 1,600 chứ nhiêu. Hết. Kiếm gì chơi chi trời không hiểu nữa. Kiếm gì chơi chi trời.
ít ra cũng phải cho tôi một cái gì đó cái kiếm nào nó mắc mắc hơn tí chứ. Sao đây có hai con ọt ở đây làm gì đây? Vô đây được không? Không vô được. Ôi, rồi xong. Có nhiều đây thôi. Có nhiều đây thôi. 10.000 giờ tôi upgrade còn không nổi nữa mà. Tại vì tôi vô tôi dùng ôi có bomber nữa. Có bomber nữa. Rồi ok chắc tôi sẽ dùng video này coi đem mọi thì nếu như bạn nào thấy thích video này đừng quên bạn lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.